Lôi xin chào mọi người. Hôm nay thì đoàn Nam Nhàn sẽ thực hiện một chuyến du lịch ở bờ sông La Ngà. Ở ngoài sông La Ngà chứ không phải là bờ sông. Thì giờ chuyến này sẽ đi ra ngoài sông và đi lên cái bè nuôi cá ngoài kia và thưởng thức những cái món ăn. Món ăn từ cá thôi. Rồi tiến hành lên tàu thôi. Lần này hơi cập rập nên mình không có dùng cái gimbal nên là hơi bị rung lắc một tí nha. Không cả. Ra thì chưa kịp làm vui nữa hả? Dạ. Chờ anh. Cái này đây. Đây là làm những cái bạn thấy gì kia to tại em còn đang chơi cá cho nên là. Giờ đi là đi ra này luôn á phải không? Đoàn mình hôm nay đi là sẽ gồm 2, 4, 6 người, nó hơi ồn một tí nha mọi người. Mọi người thông cảm nè. Thì hiện tại là mình đã đang nằm ở trên cái khu nhà bè rồi. Đó, đây là phong cảnh xung quanh nè, đây là ở giữa lòng sông La Ngà. Phía trên này, phía trên phải đó là cầu, đây là cầu La Ngà mà không anh? Đây là cầu La Ngà. Đây nhiều mà không có biết cái tên đó, đây là cầu La Ngà nè. Xe khách vẫn chạy bình thường đi nè. Bên gần này cho mọi người nhìn dễ dễ nè. Đấy. Vẫn có xe lên. Dưới này thì các hộ thì vẫn thực hiện là nuôi cá thôi, nuôi các loại cá. Để hỏi anh chủ nha. Anh ơi, dưới này thường thường là người ta nuôi cá gì dưới này anh? Nuôi nhiều lắm anh ơi, nó 5-6 loại lắm. Chút xíu đi qua. Qua bên này mình coi có nhiều món ngon bên này. Wow. Chủ yếu là được đi dạo trên đó là sướng. Rồi, hiểu. Rồi. Rồi đó, vô đây quốc sơ cái này thấy... Cá lăng làm sẵn đón đòn đó. Đâu, cái nghĩa là... chừng 3 ngày nữa là thấy video clip lên hàng liền. Rồi, hiểu. Lên hàng liền. Đây là mình ăn lẩu lẩu chua cá lăng nha. Còn cá trình này em chỉ ướp muối ớt nướng thôi. Mình làm một cách đơn giản mà nhanh nhất. Đúng rồi. Dạ, mà em thấy nó cũng hiệu quả. Lẩu gì? Cá lăng nấu gì? Cá lăng nha làm lẩu chua. Cá lăng nha. Còn bên này là cá trình nướng muối ớt. Đây là bữa cơm trưa. Cơm trưa. Rồi. Còn lá cá trình này. Sao mới tới dầu dây hả? Vậy thì không ghé cái bánh đó, ghé cái bánh bên này. Sao nó không nát rồi nhỉ? Đây, còn lá cá trình này. Nướng lên thì nó ngon cỡ nào nữa mà nói. Đây là cá lăng. Anh sao ban ngày mình để bên đây không sao, chỉ sợ bỏ ra thời gian lâu quá thôi. Không ảnh hưởng. Dạ, thời gian ngắn thì mình bỏ bên này. Bảo anh nghe thì không vô tư luôn, bảo mấy ngày cũng được phải không? Đây nuôi đây được, nuôi đây làm nuôi này. Đây là mình nuôi mấy loại cá với này gì? Cá cha với cá lăng rồi cá tép gì thì mình bỏ ra cái ngày. Bỏ dạ. Có một thứ ít mình dạ. Bán mình bán làm sao? Là mình mình cho nó ăn thì tới bán lên thì kéo chèo lên. Dạ. Bông hoa. Năm nay anh sẽ cho công ty đi du lịch. Nè mọi người nhìn xuống này, phía xa kia là rất là nhiều cái bè nuôi cá luôn. Thì ở đây thì họ nuôi cá thì bây giờ họ phát triển thêm là du lịch dưới nhà bè nữa. Nên là cũng rất là hay.
này là chị chủ dưới này đang chuẩn bị những cái món rau để chuẩn bị chúng ta tí nữa chúng ta ăn lẩu này, lẩu cá cá lăng. Cái này gọi là bạc hà đây đúng không chị? Dạ, bạc hà. Bạc hà. Nấm kim chi, kim châm gì đấy. Dạ. Rồi cái này ăn bữa trưa ngon quá tuyệt vời luôn. Cái này là mấy con đây chị? Cái đó là một con đó, con đó là mấy ký đó. Một con cá lăng này mấy ký? Dạ. Còn cá trình? Cá trình nãy ảnh cân không biết nhiêu nữa. Cá trình mình cũng nuôi luôn hả chị? Không, cá trình này cá chắc cá sông quá. Chắc cá ta đánh được quá mà sống. Còn cái này là nước nước lẩu. Nước lẩu hả? Dạ. Thử miếng luôn coi vừa ăn không? Thử coi. Ăn thử. Thử miếng thử nha. Wow, chua chua ngon, đậm đà. Trên sông này họ nuôi nhiều nhất là cá gì anh? Cá lăng nha, là cá mình chuẩn bị ăn lẩu á. Cá lăng nha, cá điêu hồng, điêu hồng, cá chép. Dạ. Cá cha, cá giò, đủ thứ nè anh. À. Điều kiện để nuôi được con cá trình thì là cái điều kiện như thế nào? Nước phải chảy. Nước chảy. Nước chảy. Nước sạch đúng không? Nước sạch. Dạ. Đúng. Nước sạch, nước chảy là xong. Nè, em dự tính em làm con cá này để cho mấy anh ăn nè. Cá lăng nha, cá là hồng vĩ. Hồng vĩ. Chút xíu gỡ qua Zalo cho anh đưa vô ghép vô nó đẹp hơn. Dạ dạ. À, điều kiện nước chảy là nuôi được cá trình. Dạ. Còn cá trình là nước dịnh là không được phải không? Nước nước mà không chảy như kiểu này nuôi nó không ăn mà nó chết nữa mà. Nó có dịnh, có nghĩa là nó có nước thay đổi nước mới là được. Dạ dạ. Ví dụ như trong hồ chẳng hạn mà bơm vô liên tục rồi thải ra liên tục thì được dạ, phải không? Dạ được, đúng rồi, nó mà phải thải không ngưng, nếu mà trong hồ anh phải cái bơm anh chạy là không ngưng á mới được á. À, nó như dòng suối vậy. Ờ, nó phải như cái chỗ hồ sáng của mình là thâu lý tưởng. Xong trong ao á. Đúng rồi, sao xong trong ao. Rồi. Xong trong ao. Rồi, sao được cái việc đó mình làm được. Đó như anh thì dư là anh thì dư sức rồi. Cái gì gửi Zalo qua đang được. Xong trong ao là lý tưởng rồi.